Dân xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dân cùng với mấy anh chị để mình đi đổ dớn kiếm tép về mình làm bánh thọ. Ủa sao cái đuôi của mình cao chứ chị? Chồng con nó gần con nó lớn anh ơi. Nghe cao con cua trời nó thụt xuống luôn. Nó thụt kịp thời vô trong. Dạ. Đẩy nó ra. Ê cua số đỏ rồi số đỏ thiệt rồi số đỏ thiệt đỏ. Mình thấy cá gì lộp gộp rồi có con lươn nữa nghe. Wow, trúng luôn rồi, trúng rồi, có cá chê hay gì đó không phải cá rô phi. Dạ. Cái này là nguyên cái này cả nửa ký tép hơn á. Nhiều lắm à. Dạ. Bữa nay lấy cái bà thao nhỏ chị ba, chị Út rồi. Chị ba ơi. Cái thao kia mới phải á. Thao quá à. Đây đây. Hú hồn không? Quá hồn. Sống nhau rồi. Ôi một cái của mình bao nhiêu tép đây nè cô chú anh chị á. Dạ nhiều rất nhiều lắm á. Cô trò trả giá không? Cô trả giá đó 900 gram. Ăn cá thế trời à. Lay xây cho qua đây giùm em ạ. Đúng rồi, được rồi, được rồi. Khoan là chiều dấu. Chưa cột xong nha. Sức lực ngàn năm rồi đâu. Bơi thua tát hả? Đã bơi trước mà bơi thua. Cái này mình xào tép ha, cái mình rau sống á, mà rau sống mình mò bỏ vậy có hẹ với dưa leo, hẹ dưa leo rau sống này kia mình cuốn 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 rồi nè, chấm mắm ăn ngon, bá cháy mình chát luôn. Cái này mình đổ bánh bánh xèo hết sảy luôn. Dạ. Mấy cá này mình thả không? Dạ thả đi. Dạ, thả. Cái gì? Cá này là cá. Dạ, cá này là cá mè dinh con. Cá mè dinh. Dạ. Cá mè dinh. Trời anh coi bơi đua cả nãy giờ tao thấy bơi đua không? Chưa thấy nếu, nếu. Có một mình là phải ăn gian vậy đó mới được. Không có mình là phải ăn gian mới được. Đó mình phải ăn gian thôi. Dạ. Thấy cái con lươn. Ồ, cái thắt lát nữa nè. Dạ. Thắt lát muối chiên sợ ớt nghệ. Thở dữ rồi chú. Khi nào hồi xỉu còn bụp như thế nào? Hả? Dạ. Hình xui hả? Nhảy ra hả? Ừ, nhảy ra bắt rồi. Nhảy vậy. Khôn thôi. Làm gì chị hết thầu mà chi? Hết thầu là nhỏ vậy của. Nhỏ rồi, bắt đầu làm ai? Bắt đầu là. Không, chị ba chị tưởng đâu là ít tép tại ông trời không có mưa à. Con gắn. Ê, con gắn à. Gắn chung. Ở ngoài. Cái điện thoại cho hồi em. Gắn chung ở ngoài. Con gắn có cái đuôi nó đỏ đỏ đó, có cái kim á. Ủa cái này không thấy nhúng nhích chừng nè. Chưa giỡn hết trời. Ủa đó. Ừ, tép kìa, thấy con kìa. Thấy mười mấy hai chục con. Nãy giỡn nó mua vé nó lại nghe hát karaoke mà. Nó. Ồ, cũng nhiều lắm anh này.
không thua cái nãy luôn á, tép á. Nè nè nè. Bữa nay mấy chị em bây giờ trúng mắm rồi cô chú ơi. Nè nè, coi em đổ này nha. Đó. Vừa lúc đó thấy gì mình nhìn. Dạ. Tử luôn, mày đỉnh luôn á. Thấy hàm ha, trắng phiếu luôn, không có miếng bụi luôn. Cặp cặp vô, nương 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 thôi, đừng ấy quá. Thì chị cái cây, xích xích vô chị. Mấy chị em đi là mỗi người vị trí nha, chị ba thì thủ lĩnh rồi đó đó, chú thủ lĩnh ở đây. Anh chị không thích bên em mà đu dây nè, em lên trên võ được không? Anh chỉ xong mặt này rồi nè, đâu biết đừng lên. Nắm dây cho một người em đeo lên mũi này nè. Dạ. Đó, chị mà không đứt chứ hả? Gặp ai, chứ còn chị nói gặp ai thì đứt. Gặp cái chị ba là đứt. Dạ, cái câu này là câu, câu này là câu kế mà. Dạ. Rồi tới. Đu một nắm lên cái trời ơi, tỉnh luôn. Cái mình không có cắt lên rồi, phải mượn cắt đó mới được. Còn không có còn cá nghe cái lắp đi. Trời gầm nữa kìa. Wow, cái gì vậy? Là kiến. Vậy cái này khác. Kìa ơi, bên đây nó chạy không bằng bên kia rồi. Cái này nó bóng gì kìa. Có bóng con. Dạ. Cái này chứ nó dời quá. Ừ. Nó cũng được thôi. Cái này cũng được tổng cộng vừa cá vừa tôm chắc được nửa ký. Cái này không hả? Ôi, con cá bóng kìa. Dạ. Hai con luôn. Ừ, cá bóng nó về mình thả đó. Chị quên rồi hả? Quên. Cái ngừa này hồi đó ăn được giờ không dám ăn ha. Sâu không? Sâu không? Dạ, đúng. Rồi tới luôn. Tép mấy chị em dân đi đổ dớn về. Bữa nay dân làm món bánh khọt. Bánh khọt nhân đậu xanh với tép đồng. Anh Tám thì nạo dừa, còn chị Ba thì đi mua bột. Em chốt thì lặt tép. Đây tép của mình đây. Không ngờ nào không kiểu này được. Con mình đi hái rau, hai người nào vừa đi. Vừa gặp cá ngon ha chị ha. Đây. Cắt sơ qua quận gì nè. Mai mốt quá đi. Nó lên lại. Chị nắm nữa ha. Nắm bỏ một thứ một ít mình ăn không hết. Rồi được rồi, mình đi cắt khúc nhũi đi. Cái đọt xài rồi nha. Kiếm đọt xài có không?
đây là lá sộp. Ăn một cái gì vậy đó. Cái này mà chấm với cá ăn cũng được. Rồi mình hái thêm ít cọng lá cách. Nhiều này được rồi đó. Chị đó lá xài nhiều quá rồi chị. Chị hái lá xài luôn nha. Dạ. Ở đây đây. Đây chặt nó lụng nó dễ hái quá ha. À. Nãy hai mấy cái đọt kia nó cao ơi là cao. Cái này nó mới non luôn rồi. Đúng rồi đó, nhiều được rồi đó chị ơi. Được chưa? Mọi thứ ít được rồi. Quá ngon. Thơm lắm á. Đậy gỗ rồi đó thấy không? Rồi. Mình sắc củ cải để làm nước mắm. Rồi bây giờ mình đâm tép, mình trộn nhân để mình làm bánh khọt. Chút xíu nè. Mình không có thường cái tô đâu nha. Chút xíu nè. Giờ mình tép mình ướp rồi mới trộn đường, miếng muối, với tiêu. Mình trộn cho nó thơm rồi mình mới trộn nước cốt vô. Bỏ hành. Khi mình trộn như xong cái mình đổ tép với vô nước cốt nhất. Nữa. Cái này là nước cốt nhì. Ừ. Nước cốt nhất mình lấy mình làm nhân này. Nữa. Chắc hết luôn không má? Dạ. Con sợ hồi lắm má đền con sao? Con bột không sao. Nhìn nó có hành chống con nè. Dạ. Mình bỏ hành vô luôn ha. Cái này thấy rồi. Thấy bột cái nó. Giờ bột mình xong rồi mình bỏ hành vô. Đi lạch xong rồi mình đi đổ bánh luôn. Bây giờ mình bắt khuôn lên đổ bánh. Cho nó nóng tốc độ luôn ha. Xèo xèo luôn ha. Hồi xưa mình đổ cái khuôn bằng đất. Bây giờ mình đổ cái khuôn bằng chảo chống dính. Dạ đúng rồi. Xèo xèo.
Đậy nắp lại chút cho nó chín. Khỏi 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 chà, sữa gì tha dầu kìa, tha sữa vậy. Giật nhiều dữ hả? Ừ, tha nhiều dữ. Xong rồi mình dọn ra ăn thôi. Rồi mời cả nhà mình dùng bánh. Thơm lắm không? Cái này cái này nóng nè. Cái này nóng mình để đây cho anh chị. Dạ. Rồi bánh khọt mình làm xong rồi, mời má ăn bánh khọt, mời anh chị bánh khọt, mời cả nhà ăn bánh khọt. Mời ăn bánh khọt. Mời cả nhà ăn bánh khọt. Cảm ơn dân. Dạ. Dạ, cả nhà mình dạ. Cả nhóm. Dạ. Cái này là rau mình ăn bánh xèo nè. Dạ. Là mình về mình ăn bánh xèo. Chờ đợi nãy giờ rau của mình nó mỏi mòn, nó héo luôn. Tại tháng này nắng quá, mình để nãy giờ nó dạ nắng vô. À, anh chị ăn rau nào cũng được hay là sao? Sao rau nào mình coi được mình ăn à? À, cái này là lọt xài mình dám ăn không? Lọt xài này có vị chát chát. À, ăn thử ăn không? Không không, mình hái một lần lá nhỏ này thôi cũng được. Ăn mỗi thứ. Rồi cái này là lá sọp. Lá sọp. Dạ, ăn cũng được bình thường không sao. Chua chát chát. Chua chua chát chát. Nè, lá này là nó chua, có vị chua. Lá đó là gì? Lá điều có vị chua. Được rồi. Là lá cắt. Mỗi một thứ một lá thôi bắt đầu. Dạ, mỗi thứ một lá là được rồi. Ủa, anh Tám đâu quên? Anh Tám ơi.
Dạ mấy sụt khọt tớ ơi. Ăn mấy khọt. Ra ăn nè. Mới nạo dừa mà. Mới nạo dừa mà. Tánh nạo dừa, tánh không ăn hả? Qua ăn đi, qua ăn chị vui. Bất cả chị vui tớ ơi. Tấm ăn thôi, không ăn hồi chị em hết không chịu ạ. Hồi nãy nạo dừa có để gì trong này không? Không, không ăn. Dám ăn, rồi bỏ vậy, bỏ gì mà thôi bắt ăn cho bằng được anh ơi. Này là đá điều nha, em thích ăn đá điều chua. Trời nghe nói là ê găng. Chua chua nè, và lá xà chát chát nè. Mình rồi, chị có gấp cái này bỏ vô trong đây không? Có. Dạ. Rồi lá cắt thì thơm nè, hả chút. Không lủi nè. Thôi giờ dừa thôi nhiều quá ăn dư, dư cái bánh nên nó bự. Ăn phá mời ngon quá. Này nước mắm với củ cà rốt với củ cải trắng bỏ vô. Ủa mình em ăn dĩa này luôn hả? Mình ăn bánh cả cơm này. Cái cơm nhà. Tối bê bụng chung chốn đi ăn cơm. Có lá điều vô ăn chua không? Ngon. Lá sợp là cắt chát hả Giang? Cắt chát chua chua. Nước mắm nè, chua chua cay cay ngon. Bây giờ làm bánh khọt cũng nước mắm ngon. Chút nó lật à. Bây giờ mình muốn ăn bánh khọt bánh chè giờ đường bây giờ người ta cũng có bán, nhà nào cũng có bán ha. Nó ngon. Nãy giờ hình như là mình đói á. Thành như luôn hả? Cái này tép đồng của mình là ăn nó à? Nó ngọt. Dạ. Giờ bàn tay làm ra bánh khọt. Dạ. Nước mắm. Rất là sáng đó hả? Dạ. Bếp mình dễ dớn, mình ăn cái dừa ngon. Bốn trái dừa. Có bánh khọt này ha, mình phải cho dừa thiệt nhiều nó mới ngon. Ăn bánh khọt không, cảm giác cũng ngon, béo béo, thơm thơm. Mấy cái em ăn 10 cái đó. Mấy cái làm tụi con ăn ít lắm. Ăn ít lắm. Dạ. Nhưng ăn gì là nhiều lắm. Chị còn còn ớt. Ngày dừa không anh, nước mắm thì dừa không? Ngon, nó không thấy chuyện gì ở ngoài thịt gá mình đó, cái gì đó em bánh xè bánh khọt chẳng phải tôi dân làm quên rồi. Thiên Nhi hả? Ngon hả? Cái gì Nhi á? Dạ dạ biết rồi, biết rồi. Chị thấy cũng ăn nó ngon ngon vậy, chị thấy nó cũng ngon nữa. Cả này anh chị giờ không có thời gian, có thời gian em chặt cây cây dừa làm cái hũ dừa luôn. Đúng, hũ dừa. Hũ cái dừa đó thôi. Hũ cây dừa, dừa. Không, cái dừa hũ dừa người ta cho mình á, tại cho à? Dạ. Dừa mình nấu về mình nó lớn quá là nó bị như là sao ta? Không có trái. Nó dày quá nó không có trái. Cái lá gì nãy nó sọt hay gì dai dai phải không? Dạ, đây nè. Tốt hơn. Hơi hết nãy giờ bạn rồi. Nắng mình nó hầm có thật. Nãy giờ em nửa dĩa rồi đấy. Bên đây là cô ba. Đóng lỗ luôn. 10 cái đó anh. 10 cái hả? Chục tới 18 lận. Gì vậy? Trong cái bánh là như chục dừa vậy, chục bánh là cá. Con chục bắp ngày xưa á. Dạ, chục bắp 16. 16 hả?
Giang không chưa thấy chục nào 18 trái. Đã vô thêm 2 trái. Phải không? 4 à, 6 thôi, không có 18. Người ta gửi. Ăn da không được bỏ. Chục 18 rồi, chục rưỡi rồi, chục nhiên là... Chục 20 nữa Cần Thơ, chục 20 rồi. Dạ. Ừ, năm rồi, còn rồi. Rồi, thưa chị. Con không Cần Thơ môn được chục 20.